Ngày 15 tháng 11, đội 5 phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường BC05, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm với công ty TN ở quận 8. Trước đó, ngày 9 tháng 11, đội 5 phòng BC05 công an thành phố Hồ Chí Minh cùng công an quận 8 đã kiểm tra hai kho lạnh của công ty này ở khu dân cư Bình Điền, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh về môi trường và an toàn thực phẩm. Thời điểm kiểm tra, hai kho lạnh này có chứa 1,7 tấn củ cải đỏ, hơn 8,5 tấn bông cải trắng, hơn 1,5 tấn bông cải xanh. Tổng cộng gần 12 tấn rau của các loại có bao bì ghi tiếng Trung Quốc và không có nhãn phụ tiếng Việt, không hóa đơn chứng minh nguồn gốc. Qua làm việc, ông T là giám đốc công ty TN cho biết số rau củ được mua trôi nổi trên thị trường nên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty trên về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm và tạm giữ toàn bộ số tăng vật trên để lấy mẫu phân tích xử lý theo quy định được biết công ty trên chuyên cung cấp rau củ số lượng lớn cho nhiều đơn vị số hàng trên sẽ được thay đổi thông tin nguồn gốc xuất xứ và khi ra thị trường trở thành rau củ đà lạt